Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại trong cái tựa game đó là Cyber Hunter nha mọi người. À đủ, ở phía trước có người hả anh em? Ok. Nó đâu rồi vậy nhỉ các bạn ơi? Kia rồi nhé em ơi. Làm sao đấy em ơi? Úi dồi ôi, tại sao mà lại đứng sau tảng đá như vậy hả? Đẩy lên. Làm sao đấy? À, chú định chạy với anh cả. Một mạng đầu tiên thì hết sức là đơn giản luôn mọi người ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có mặt trong một trận đấu squad trong cái tựa game đó là Cyber Hunter nha anh em. Lâu lâu thì mình có chơi cái tựa game này và phải nói là Cyber Hunter thì đồ họa của nó vô cùng là tuyệt vời luôn. Hôm nay thì Kẹo vừa chơi game rồi là vừa chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm để cho các bạn đang chơi cái tựa game Cyber Hunter này, anh em có thể đó là lấy top một cách nó dễ dàng hơn. Điều đầu tiên mà phải nói với anh em đó là hiện tại thì mình thấy là cái combo mà anh em chơi ấy, một súng trường với lại một khẩu súng tiểu liên, thì nó là một cái combo súng nó khá là tuyệt vời. Thì khi mà anh em dùng cái combo súng này nó sẽ có cái tác dụng gì? Ok, trước hết là mình sẽ ăn cái túi máu này cái đã. Thì với cái việc sử dụng như vậy đây, súng trường thì anh em là có thể là bắn tầm trung hoặc là bắn tầm xa với cái ống ngắm có cái khẩu độ lớn hơn. Còn đối với súng tiểu liên thì tốc độ bắn cực kỳ là nhanh, anh em tha hồ và sấy cũng như là thay đạn các kiểu thì nó vô cùng là hay. Tức là mọi người là có thể là bắn và hạ gục nhanh kẻ địch. Đây là theo lối chơi của tôi thì cái việc sử dụng súng tiểu liên thì mọi người thấy là nó sử dụng cũng khá là đơn giản thôi. Súng tiểu liên hay còn gọi là những cái khẩu súng SMG. Hiện tại thì ở đây mình đang dùng một khẩu súng tiểu liên đây, với lại một khẩu súng trường đây. Ok, cái điều quan trọng là có một đứa ở ngay phía dưới để mình xem. Nó đâu rồi anh em ơi? Hình như là ở ngay cái phía 115 độ thì phải nè. Ok. Làm sao đấy? Thằng bé chắc là đang đứng canh tôi nha em ơi. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh mà xử lý tình huống mọi người ơi. Rồi ok thì mình cứ chạy đại qua phía này cả đã. Anh em chơi game thì lưu ý là hãy lượm cái khối lượng tử càng nhiều thì càng tốt nha mọi người. Để tí nữa anh em xây những cái rào chắn rồi là xây dựng những cái xe máy để cho anh em chạy thì nó khá là hay. Ok. Đó. Úi trời ơi, đậu xanh. Đậu xanh làm sao đấy em ơi? Ok. Mọi người chờ Kẹo xíu nhé. Chơi thằng này là phải có chiến thuật anh em ơi. Thằng bé nó vừa dựng cái tường chắn lên rồi các bạn ơi. Ok, chạy qua. Làm sao đấy anh, xem là chú chạy được đi đâu nhé em ơi. Ở đây hả? Làm sao vậy? Cứ làm sao vậy này? Úi dồi ôi. Gì đấy? Từ từ. Từ từ các bạn ơi. Từ từ các bạn ơi này. Xong chưa em ơi? Thanh niên ơi là thanh niên ơi. Ok. Như vậy thì Kẹo đã có được mạng thứ 3 rồi nhá mọi người. Và đây thì Kẹo cũng chia sẻ thêm với anh em, đó là kể cả là máy kẹo đây có thể là sử dụng được cái cấu hình cao nhất trong tựa game Cyber Hunter, nhưng mà mình nên khuyến khích anh em sử dụng cái cấu hình mượt đây. Thứ nhất là anh em sẽ bớt nóng máy này. Đấy, bớt hao pin anh em chơi game nó được lâu hơn. Thứ hai là đồ họa thì nó sẽ bớt hiển thị những cái cỏ ấy, rồi là những cái hiệu ứng khác giúp cho anh em nhìn thấy kẻ địch dễ dàng hơn. Thật ra thì mình thấy là về cái đồ họa thấp nhất cũng như là đồ họa anh em chơi cao một xíu thì nó không khác nhau nhiều, chủ yếu là thêm những cái hiệu ứng mà thôi. Nên là anh em cứ để mượt mà chơi đây. Máy tôi là đang dùng cái chip Snapdragon 855 đây, nhưng mà vẫn để cấu hình mượt luôn anh em ơi. Chạy qua. Làm sao đấy nhỉ? À đủ, ở đây có một đứa này mạng thứ tư luôn, dành cho Sĩ Kẹo luôn. Ủa mà không hiểu sao đang chơi team squad mà giống như kiểu là đang chơi đua vậy anh em ơi. Một đứa số 3 thì mất mạng này, còn cái đứa số 1 thì không biết là đang đứng ở mãi chỗ nào không biết nữa. Có mỗi là tôi số 3 đi cùng với ông số 2 mà thôi mọi người. Ok, chia sẻ tiếp cho anh em về cái kinh nghiệm lấy top 1 của mình trong tựa game Cyber Hunter. Đấy là bình thường ấy thì mình hay sử dụng cái ống ngắm 2x. Đơn giản thôi, bởi vì là ống ngắm 2x thì nó có một cái khoảng cách vừa phải để cho anh em là có thể nhìn thấy kẻ địch, cũng như là mình thấy là cái độ anh em kéo tâm ấy nó rất là vừa phải. Còn đối với ống ngắm 3x, ống ngắm 1x thì cái tốc độ kéo tâm của nó rồi là các thứ thì mình cảm giác nó không được linh động như ống ngắm 2x.
Đấy là theo suy nghĩ của tôi là một người chơi mà không thường xuyên chơi Cyber Hunter lắm mọi người ơi. Thi thoảng thì kẹo mới chơi thôi. Đấy, đây là kẹo chia sẻ luôn cho những cái bạn mới chơi này. Được chưa mọi người? Đây, đang bơi qua sông cái đã. Bơi sông thì hơi bị sai sai đây. Rồi nha mọi người. Khá là xa đấy. À, bên trên có người. Mình thấy là bên trên có người các bạn ơi, từ từ. Để mình xem thằng bên trên nó đang ở ngay phía nào nào. Trên này hả? Ở đây. Úi dồi, anh da đen hả? Anh da đen này, anh da đen này em ơi. Ok. Lên bảng đếm số nhé, anh không nói nhiều đâu. Mạng thứ 5 luôn dành cho kẹo này. Ok, đậu xanh. Úi dồi, vẫn đang còn người đấy hả? Ok, đây. Cuốn máu đầy luôn cái đã. Một cái lưu ý nhỏ cho anh em là anh em liên tục phải cuốn đầy máu nha mọi người. Kiểu như là anh em đầy máu thì các bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Rồi là nhiều trường hợp là hơn nhau có một xíu máu thôi. Thế nên là anh em đừng có tiếc cái túi máu nào nha mọi người. Cứ hết máu, kể cả hết một xíu thôi thì anh em cũng nên là bơm cho đầy. Ok mọi người, mình sẽ lên cái phía trên này coi. Và đây hiện tại thì kẹo đang sử dụng cái khẩu súng trường đối đầu trực tiếp với lại SMG Foxtrot. Thì hai cái khẩu này mình cảm giác là chơi nó rất là hợp combo với nhau. Anh em có thể là tham khảo cái combo này của mình để cùng leo lên top 1 nhé mọi người. Ok, phải nói là màu sắc đồ họa nó rất là đẹp. Màu sắc vô cùng là chân thực cũng như là mượt mà luôn. Nếu như mà các bạn nào mà chưa tải cái tựa game Cyber Hunter này thì mình nghĩ là anh em nên tải và chơi thử. Thật sự là game này nó có cái lối chơi các thứ nó rất là thú vị, hầu như là không có bất cứ một giới hạn nào cả. Anh em có thể là leo trèo nhảy bay các kiểu. Ngoài ra thì tùy theo cấp level của anh em nữa, hiện tại thì mình mới mở một vài cái tính năng khi mà anh em sử dụng cái khối lượng tử thôi. Anh em chơi nhiều càng lên level cao thì anh em sẽ được mở những cái tính năng nó cao cấp hơn. Rồi ok. Bây giờ thì bon còn to lắm mọi người ạ. Thôi cũng kệ à. Đây, tôi đang chơi team squad mà giống như kiểu là đang chơi solo vậy. Vì là bạn số 2 kia bạn ấy chạy qua đây nó chậm quá. Ok. Vậy là đang còn tận bao nhiêu đây? Khá là đông người chơi nữa mọi người ơi. Tất cả là bao gồm 35 người chơi nữa trong ván đấu này. Hôm nay thì có lẽ như là kẹo lại ăn được hơi bị ít kill. Lúc này thì mình mới chỉ ăn được có 5 kill mà thôi. Ok các bạn ơi, let's go thôi nào. Đây, trèo tường cho nó thú vị tí. Trông cảm giác như kiểu người nhện vậy. Thì khi mà anh em lên được một cái vị trí cao hơn thì các bạn sẽ có được một cái góc nhìn vô cùng là tốt. Anh em nhìn bao quát xung quanh thì cái việc phát hiện kẻ địch nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ok đây. Đó, khá là thú vị. Nhưng mà khu này làm gì có ai đâu. Đang có đông người lắm cơ, nhưng mà kiểu như là chúng nó lại không có ở đây. Thế nên là hơi chán rồi. Không biết là bây giờ thì nên chạy theo phía nào để chúng ta là có thể là có được thêm mạng đây. Chứ chạy lên quanh mấy cái khu này làm gì có nhà mấy đâu. Lên chân đồi này thì khả năng kiếm mạng, kiếm người nó hơi bị hên xui anh em ạ. Ok. Cứ qua đại cái phía này coi. Đây, và anh em lưu ý cho mình nhá. Đó là khi mà anh em di chuyển thì các bạn chú ý đó là hãy quan sát xung quanh cho nó thật là tốt này. Đấy, thi thoảng là anh em liếc qua liếc lại để xem là có kẻ địch hay không. Nếu mà có kẻ địch thì anh em sấy cho chúng nó SML luôn, không cho chúng nó có cơ hội sấy lại mình luôn đấy. Ai bên trực của người. Mình vừa nhìn thấy được một cái ký hiệu bắn súng rồi các bạn ơi. Ok đâu. Chỗ nào vậy ta? À, bên này hả? Để xem nào anh em ơi. Đây hả? Đây hả? Úi dồi ôi. Ok. Mạng thứ 6 luôn nhé. Ngon lành chưa mọi người? Và bây giờ thì mình sẽ chạy thẳng lên phía trên luôn xem là còn bạn nó ở phía trên hay không. Hạ luôn anh em ạ. Kiếm lấy bao nhiêu đây? Kiếm lấy mạng thứ 7 luôn nhỉ? Mà chắc là kiểu này thì ui, mình thấy mấy hòm xác ở phía trên luôn rồi cơ. Thế này thì làm gì có ai đây? Chán quá nhỉ. Khi mà kẹo vừa lên trên cái là hết người mất tiêu rồi. Thế này thì chơi gì hả mọi người? Ok, tiếp tục lên trên này. Rồi nha. Anh em vứt mấy cái đồ thừa đi.
để cho nó đỡ rộng cái ba lô nha mọi người. Ơ đậu xanh, người đâu cả rồi ta anh em ơi, không có thấy các bạn ơi. Ồ, mình sẽ qua cái phía này coi. Cơ bản là phía bên này thì nó nằm ngay ở cái hòm thính, thế nên là khả năng có người nó cũng cao hơn anh em ơi. Ơ có thấy xây tháp này nhưng mà người đâu thì lại không thấy. Rồi nhé các bạn ơi. Ok ok, bo càng ngày thì càng thu nhỏ lại rồi. Tầm khoảng là 40 giây nữa thì vòng bo tiếp theo sẽ thu lại nhá. Súng phun băng hả? Không chơi không chơi. Không biết là anh em có chơi quen cái khẩu súng đấy không, chứ còn là kẹo thì cảm giác chơi không quen. Thế nên là cũng không thích mấy cái khẩu súng phun băng kiểu như vậy. Lên tận trên này rồi nhưng mà lại không thấy người này. Nhưng mà công nhận là những cái bạn trong trận đấu ngày hôm nay thì các bạn ấy hạ gục nhau rất là nhanh luôn. Ok, đến bây giờ là còn lại có tất cả 17 người chơi nữa. Hơi bị căng đấy nha mọi người. Rồi xuống dưới đây xem chúng ta sẽ thấy được ai đây. Ơ cái đậu xanh. What the hell, phía sau lưng mình có người này. Sao vậy sao vậy? Hướng bao nhiêu vậy? À đủ. Công nhận là bọn này chơi chí mạng vãi trời nha em ơi. Cái lúc mà tôi đang nhảy xuống ấy thì tôi lại không có nhìn thấy người đâu. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. 134 nha, làm sao 134 nhé, có hai đứa này. Ok chạy đi. Các bạn cứ chạy đi nhé. Uầy, đồng đội đốc rồi, ok ok cứu. Cứu nhanh của chị, ở cái đậu xanh. Dựng cái tường chắn nhưng mà nó dựng hơi bị sai sai mọi người ơi. Ok ok. Đây chờ xíu đây. Cứu xong thằng đồng đội cái đã. Ok này mọi người này. Sắp xong rồi nhé anh em. Quấn máu luôn. Quấn máu luôn, không là cho nó công qua thì có mà xanh mộ. Uầy. Kiểu này là tôi đang bị kẹp giữa bánh mì kẹp thịt rồi nha em ơi. Căng quá nhỉ. Thế này thì nó lại căng quá cơ nha em ơi. Ok ok. Uầy. Đông ghê vậy ai chơi, đông ghê vậy ai chơi. À. Uầy, đầy đủ mọi thể loại. Ném lựu đạn các kiểu luôn. Đây hả? Cái đậu xanh nha em ơi, làm sao đấy? Ok, thanh niên. Quấn máu cái đã. Bây giờ mình còn có mỗi hai cái túi máu nữa này. Thôi xong, thôi xong. Đen quá nhỉ mọi người. Ít máu thế này làm sao mà chơi được, trong khi đấy là... Ui. Team mình đang bị kẹp giữa như kiểu bánh mì kẹp thịt luôn. Sợ luôn. Làm sao? Thằng nào trên này vậy? Anh lại cho các chú lên bảng đếm số bây giờ. Ăn đủ anh em ơi. Khá là căng thẳng mọi người ơi. Hầu như là phía trước mặt cũng như là phía sau lưng đều có người cả. Chạy tạm qua đây cái coi để mình sẽ lượm thêm một xíu máu này. Đúng rồi, dựng tường chắn nó phải như vậy. Ok, 15 thử máu luôn. Ngon lành anh em ơi. Rồi nhé, bây giờ làm sao? Các chú muốn làm sao với anh đây? Bo thu lại rồi. Chạy lẹ lên anh em ơi, bo thu lại rồi. Không chạy nhanh có mà sức mặt đấy. Ok ok. Thế này là bây giờ là còn tất cả 9 người chơi nữa. Ơ kìa, kìa đang chạy vào bo kìa. Thôi kệ nó vậy. Tầm này là mình cũng chạy vào bo thôi anh em ơi. Chứ còn là ở đây thì các bạn sinh mộ không chơi. Không chơi. À đủ hay lắm. Một đứa đang ở ngay dưới này. Ok ok. Phía trước thì vẫn còn một đứa nữa nha anh em. À kia rồi. Kia rồi, mình vừa thấy nó rồi anh em ơi. Bình tĩnh bình tĩnh. Tưởng ở đâu cơ, ở đây hả? Thanh niên kia hả? Tưởng thanh niên nào cơ? Để qua luôn. Làm sao đấy em ơi, làm sao đấy em ơi này. Ok, vỡ đầu luôn, headshot. 7 kill rồi. Ngon lành quá nhỉ anh em. Đây mình xem, mình lượm thêm một xíu đồ này các bạn này. Ok luôn, trang bị nào không dùng thì mình sẽ vứt ra ngoài luôn cho nó rộng ba lô này. Ê, quay lại cứu đồng đội cái đã, suýt quên. Úi dồi ôi, đây đây. Suýt nữa thì quên luôn cả đồng đội. Kiểu như là mình chơi game nó hơi ngáo ngáo tí, anh em thông cảm nhá. Đây làm sao? Let's go thôi. Tập này là còn 3 đứa nữa. 3 đứa này thì khả năng cao cho nó cùng một team với nhau. Thôi kệ, cứ lên phía trên đã công ạ. À bên trên đang nổ súng, có vẻ là hơi bị căng đây. Có vẻ là hơi bị căng đây, ok ok. Anh thấy chú rồi nhé. Được. Let's go. Kia hả? À ok, ngon lành. Yes. Như vậy là chúng ta đã có được top 1 ở trong cái trận đấu này rồi nha mọi người.
Và ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm mà giúp kẹo lấy top 1 trong cái tựa game Cyber Hunter. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.